Chính thức ra mắt Mazda CX 80 2025 SUV cỡ lớn thay thế CX 8 cạnh tranh Ford Explorer. Vào hôm 18 tháng 4 năm 2024 vừa qua, theo giờ địa phương, hãng Mazda đã chính thức vén màn mẫu SUV ba hàng ghế hoàn toàn mới mang tên CX 80. Đây là một trong bốn mẫu xe thuộc dòng sản phẩm La Product của hãng Mazda, bên cạnh CX 60, CX 70 và CX 90. Tương tự CX 60. Mazda CX80 2025 chủ yếu dành cho các thị trường châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Trong khi đó, cặp đôi Mazda CX70 và CX90 sẽ phục vụ khu vực Bắc Mỹ. Không có gì bất ngờ khi Mazda CX80 2025 chia sẻ ngoại hình với người anh em CX60. CX80 trên thực tế cũng chỉ là phiên bản kéo dài của Mazda CX60. Sự tương đồng về mặt thiết kế giữa Mazda CX80 2025 và CX-6 không được thể hiện rõ ở khu vực đầu xe. Tại đây, tân binh nhà Mazda cũng có lưới tản nhiệt rộng. Đèn pha LED nhỏ gọn và dài đèn LED định vị ban ngày hình chữ L. Bên cạnh đó là hốc gió, trung tâm hẹp trên cản trước, và khe gió ở hai góc đầu xe. Ở bên sườn, Mazda CX-80 2025 được trang bị cửa sau dài hơn so với CX-60. Kính cửa sổ của mẫu xe này được nhấn mạnh bằng nẹp mạ chrome dày hơn ở cột D, trong khi vành la răng có đường kính 20 inch. Tương tự đầu xe, khu vực phía sau của Mazda CX-80 2025 cũng ngợi liên tưởng đến CX-60, đặc biệt là đèn hậu. Tuy nhiên, cửa cốp sau của xe có thiết kế riêng và trông thẳng đứng hơn. Ngoài ra, cửa cốp còn được tích hợp cảm biến đá cốp tiện lợi. Đúng như dự đoán, Mazda CX-80 2025 có kích thước lớn hơn đáng kể so với CX-60. Theo đó, xe sở hữu chiều dài 5.000mm và chiều dài cơ sở 3.000mm. Hai con số tương ứng của Mazda CX-60 là 4.745mm và 2.870mm. Tuy nhiên, nếu so với cặp đôi Mazda CX-70 và CX-90 dành cho Bắc Mỹ, CX-80 vẫn nhỏ hơn. Bên trong Mazda CX-80 2025 là không gian nội thất 3 hàng ghế với hai cấu hình là 6 chỗ và 7 chỗ ngồi. Ở cấu hình 6 chỗ, xe sẽ được trang bị hai ghế thương gia ở hàng ghế giữa hàng ghế cuối của xe có thể gập phẳng xuống sàn để cải thiện khả năng chở đồ. Mặt táp lô của Mazda CX-80 2025 có thiết kế tương tự CX-60 với chất liệu cao cấp và màn hình thông tin giải trí mới nhất của thương hiệu Nhật Bản. Những trang bị đáng chú ý của mẫu xe này gồm màn hình hiển thị thông tin kính lái H, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống âm thanh Bose, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, tính năng điều khiển bằng giọng nói Alexa cùng hệ thống định vị kết hợp các dịch vụ trực tuyến và ngoại tuyến. Tại thị trường châu Âu, Mazda CX-80 2025 có hai tùy chọn động cơ, bao gồm My Hybrid và Plug-in Hybrid PHEV. Cả hai động cơ này đều được bê nguyên từ Mazda CX-60 sang. Đầu tiên là động cơ DSN Sky skyactiv D với máy dầu 6 xi lanh, dung tích 3.3 lít, tạo ra công suất tối đa 251 mã lực và mô men xoắn cực đại 550 Nm. Động cơ có sự hỗ trợ của hệ thống My Hybrid M Hybrid Boot 48V hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Thứ hai là hệ chuyển động plug-in hybrid Sky Active PHEV với máy xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.5 lít, kết hợp cùng motor điện và pin 17.8 kWh. Hệ chuyển động này cho công suất tổng cộng 323 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm. Nhờ đó, Mazda CX-80 2025 có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km h trong 6,8 giây và chạy được 60 km mà không tốn một giọt xăng. Tất nhiên, Mazda CX-80 2025 cũng không thể thiếu gói công nghệ an toàn chủ động Active Sense đầy đủ. Hãng Mazda đặt mục tiêu mẫu xe này sẽ được chứng nhận an toàn 5 sao tại châu Âu. Theo kế hoạch, CX-80 sẽ bắt đầu được mở bán tại châu Âu vào tháng 5 năm nay. Đến cuối năm 2024, xe sẽ tiếp tục được phân phối tại Nhật Bản và Úc. Ở thị trường nội địa Nhật Bản, Mazda CX-80 2025 sẽ thay thế đàn anh CX-8. Giá bán của mẫu xe này vẫn chưa được công bố,